xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 24 tháng 3 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hành thông suôn sẻ con giáp này được đánh giá cao ở việc giữ bình tĩnh, sự bền bỉ khi đã quyết tâm làm việc gì. Con đường phía trước còn đầy rẫy trong rai, đừng vì chút khó khăn trong hiện tại mà vội vàng trùng bước. Tình cảm Vận trình tình cảm không mấy yên bình, con giáp này có thể gặp phải nhiều rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm. Vợ chồng thiểu tin tưởng, thường xuyên ghen tuông, khiến không khí gia đình luôn căng thẳng. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, con giáp này tìm được khoản thu hai từ việc buôn bán kinh doanh. Cẩn trọng, giận quả mất khôn mà nói những lời lẽ khó nghe. Tôi giáp tỷ, công việc thuận lợi nhờ được quỹ nhân giúp đỡ. Tôi bính tỷ, làm việc hiệu quả, năng suất nâng cao. Tôi màu tỷ, không nên lúc nào cũng đề cao bản thân. Tôi canh tỷ, môi trường làm việc căng thẳng, khó phát triển bản thân. Tôi nhâm tỷ, chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thận. Con số may mắn số 44, số 12, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 2. Tử vi ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đây là thời điểm thích hợp để con dắp này mở rộng quy mô làm ăn những người này còn tìm được đối tác tiềm năng có thể cùng nhau phát triển trong tương lai. Tình cảm, phần trình tình cảm có chút buồn phiền. Còn giáp này, với chuyện tình cảm đôi lửa đã hết sức hy vọng. Nhưng do ảnh hưởng, nên con giáp này càng gượng ép thì càng bị đau khổ và bi thương. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, con giáp này nên tìm cơ hội để cải thiện thu nhập trong ngày cẩn trọng gặp may nhưng không vì thể mà chủ quan khinh xuất tuổi Ất Sửu thoải mái tận hưởng ngày hôm nay bên gia đình tuổi tinh Sửu nên học cách bao dung và rộng lượng hơn tuổi Kỷ Sửu người làm kinh doanh buôn bản thuận lợi tuổi Tân Sửu chưa đồng nhất ý kiến với người trong nhà tuổi Quỷ Sửu nên dành thêm thời gian quan tâm nữa kia con số may mắn số 5, số 19, màu sắc may mắn màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân Công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra tiến triển nhanh chóng. May mắn nhờ có tâm hội nâng đỡ nên con dốc này làm kinh doanh cũng có thể củng cố được các mối quan hệ xã giao quanh mình. Ngoài ra, những chủ hộ cũng có thể mạnh dạn ký kết hợp đồng để thu về lợi nhuận cho bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa gắn kết. Tuổi dân độc thân trong công việc mạnh dạn bao nhiêu thì trong tình cảm lại rụt rè bấy nhiêu. Còn giáp này nên trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn để có sự thấu hiểu với những người xung quanh. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó, vì sự chủ quan bảo thủ mà những chủ hộ mất đi những cơ hội hợp tác có lợi cho mình. Cẩn trọng, hiềm khích, bất đồng nội bộ sẽ gây ra những xung đột gay gắt. Tuổi chấp dân, tình cảm rõ ràng, gia đạo lục đục. Tuổi bính dân, cố tìm cách giải quyết các rắc rối đang tồn tại. Tuổi màu dân, người độc thân khó tìm được đối tượng phù hợp. Tuổi canh dân, con đường tài lộc ảm đạm không có nhiều dấu hiệu khả quan tuổi nhâm dần cố gắng làm việc theo đúng kế hoạch. Con số may mắn số 88, số 10, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 4. Tử vi ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bất ổn. Tỷ kiên xuất hiện nhắc nhở những chú mèo, dù có chuyện gì xảy ra cũng cần cố gắng giữ bình tĩnh. Tính cách ngang bưởng, không chịu tiếp thu ý kiến là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp gặp nhiều trở ngại tình cảm, vận trình tình cảm buồn bã, bất hòa, các tính mạnh mẽ khiến cho người tuổi này không làm chỗ được cảm xúc cũng như lời nói của mình trong phút nóng giận người tuổi này có thể gây tổn thương cho người bên cạnh của mình tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, con giáp này nên nghĩ cách kiếm tiền thêm bên cạnh công việc chính của mình cẩn trọng tránh đề cao cả tôi quá mức mà cần nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn. Tuổi Ất mạo, hăng hải làm mọi việc không ngại gian khó. Tuổi Đinh Mão tránh xu hưởng lý tự hóa mọi việc. Tuổi Kỷ Mão gặp rắc rối trong công việc do hòa tiểu nhân. Tuổi Tân Mão nên lắng nghe ý kiến của mọi người thay vì khăng khăng làm theo ý mình. Tuổi Quỷ Mão cố gắng mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Con số may mắn số 3, số 17, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. Năm, tử vi ngày của tuổi thân. Công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra gian khó vất vả. Đối mặt với ngày hôm nay thì còn giáp này cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với các rắc rối có thể xảy đến. Các kế hoạch đi ngoài dự tính khiến cho người tuổi thân có lúc không biết xoay sở như thế nào. Tình cảm Phần trình tình cảm có chút vấn đề tử thân nên kiệm lời thay vì nói những điều không đúng sự thật. Ngoài ra mối quan hệ gia đình càng trở nên gầy gắt, cảnh báo về những hại quả không hay có thể xảy đến. Ta chính, phần trình ta lọc ổn định. Chính tài nâng đỡ đem lại cho con dắp này cuộc sống tương đối ổn thỏa. Cẩn trọng, nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước mỗi lời nói lẫn hành động. Tuổi chấp thân, ta lọc ổn định, cần tiết kiệm trong chi tiêu. Tuổi bến thân tiền tài đủ cho những nhu cầu sinh hoạt cần thiết. Tuổi màu thân, tình cảm đôi lửa trục trặc khiến cảm xúc bất ổn trở nên nóng nảy. Tuổi canh thân, cần nhân nhịn bao dung lẫn nhau hơn. Tuổi nhâm thân, các thành viên trong nhà chưa có sự thấu hiểu. Con số may mắn số 86, số 2, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ. Tôi thân 6 tới về hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn đủ đường có lúc con giáp này cảm thấy bất lực và không biết cách nào để vượt qua tình trạng hiện tại lời khuyên dành cho những chủ rắn là nên tìm ra cách giải quyết vấn đề đang tồn tại trước tiên một cách triệt để tình cảm vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa Ngũ hành tương sinh giúp cho đời sống hôn nhân trở nên viên mãn, ngập tràn hạnh phúc. Mọi sự hiểu lầm được tháo gỡ kịp thời giúp cho người trong cuộc bớt đi phiền lo. Tài chính, vận trình ta lọc bất ổn, còn giáp này nên lập kế hoạch chi tiêu để tránh những khoản thất thoát không đáng có. Cẩn trọng, tiểu nhân đeo bám gây ra không ít những rắc rối cũng như thị phi. Tội ất tỳ có điềm bảo xô rủi, vận trình khó bè thuận lợi. Tội tinh tỳ chưa biết cách mở lòng với những người xung quanh tuổi Kỷ Tỵ mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia vì những chuyện nhỏ nhặt tuổi Tân Tỵ tránh đối đầu với đồng nghiệp và cấp trên tuổi Quỷ Tỵ cần giữ được sự tỉnh táo để không lạc lõi con số may mắn số 4 số 8 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu 7ớ viên ngày của tuổi Ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Được biết đây là thời điểm thích hợp để cho những chủ ngựa xúc tiến các kế hoạch đã xây dựng từ sớm. Bên cạnh đó, hãy mạnh dạn xin lời khuyên cũng như sự hỗ trợ từ những người xung quanh nếu thấy vượt sức mình. Tình cảm, phần trình tình cảm nói lời tổn thương. Tác động của cục diện tương phá tạo ra không ít xung đột cũng như xích mích trong mối quan hệ tình cảm. Còn giáp này nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi muốn quyết định điều gì đó nếu không muốn hỏi hận về sau. Ta chính Vận trình tài lộc sáng rõ, thực thần che chở giúp cho con đường tài lộc của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt. Cẩn trọng, tránh nhẹ dạ cả tin nếu không muốn bị lợi dụng. Tuổi giáp ngọ, tài lộc có khởi sắc, dậy có cơ hội phát lộc phát tài. Tuổi bính ngọ, cần thêm sự quyết đoán và sản xuất để đưa ra quyết định kịp thời tuổi mậu ngọ đón đầu xu hướng không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền tuổi canh ngọ tình cảm nhiều nỗi muộn phiền chưa tìm được cách tháo gỡ tuổi nhâm ngọ người độc thân chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới con sổ may mắn số 48 số 50 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dân 8 tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vượt ngoài tưởng tượng. Tam hợp quỹ nhân soi chiếu giúp cho những chỗ dê đánh đầu thẳng đỏ. Con đường công danh rộng mở trước mắt nên bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm với những bước đi tiếp theo của mình. Tình cảm Phần trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Chuyện tình cảm thì dặm chân tại chỗ, nhất là khi người độc thân chọn cách đóng cửa lòng mình chứ không chịu chia sẻ. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, e rằng sẽ khó tìm được hạnh phúc cho bản thân. Tài chính, phần trình ta lọc do dò dòng, người làm công ăn lương có thể được cất nhắc tăng lương thưởng nhờ thiên tài nhập cục. Cẩn trọng, nên tìm hiểu và tự làm chủ cảm xúc của bản thân. Tội ất môi, vận trình tư sản thoải mái nghị xã hơi. Tội đinh môi, chưa đặt ra kế hoạch hay mục tiêu cụ thể tuổi kỷ môi, dành thêm thời gian để bên cạnh gia đình sau những tháng ngày bổn bề. Tuổi tân môi, tài khí dư dả dạ, yên tâm, chi tiêu thoải mái. Tuổi quỷ mùi, thời gian dành cho gia đình còn khá hạn chế. Con số may mắn số 23, số 97, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 9. Tứ viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tổ thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Chỉnh quan nâng bước giúp cho con dắp này có thêm sự tự tin cũng như cường quyết để đi tới cùng với các dự định của mình. Ngoài ra, người tuổi thân còn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên khó khăn nào cũng vượt qua. Tình cảm, phần trình tình cảm xảy ra bất đồng. Mỗi quan hệ tình cảm của các cặp đôi kém bình yên, nhưng đó cũng là điều bình thường đừng vội thấy vậy mà buông xôi cảm xúc đã vùng đắp bảy lâu nay. Tài chính, vận trình ta lọc rủng rỉnh, bản mệnh hoàn toàn có thể có được một cuộc sống như mình mong muốn, chứ không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Cẩn trọng, dễ nói nóng và nảy sinh xung đột với những người xung quanh. Tôi chấp thân, thị phi bộ vây, khó mà được tận hưởng một ngày bình an. Tôi bình thân, Trở nên cổ chấp khăng khăng theo ý mình mà khiến người thân tổn thương. Tuổi màu thân, bất đồng quan điểm trong quan hệ vợ chồng. Tuổi canh thân, cố gắng thay đổi các thói quen xấu. Tuổi nhầm thân, mệt mỏi và căng thẳng tìm cách giải quyết rắc rối. con sổ may mắn, sổ 42, sổ 31, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử viên ngày của tuổi Dậu công việc. Phần trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra phát sinh rắc rối. Hòa tiểu nhân đeo bám khiển công việc và công sức của con dắp này bỗng chốc thành công cốc. Chưa kể người tuổi dậu còn bị phá hoại uy tín danh dự khiến cho con đường thăng tiến càng thêm thu hẹp. Tình cảm Phần trình tình cảm cải vã thường xuyên những người đã lập gia đình cảm thấy tuổi thân vì chuyện tình cảm của mình chẳng như là mơ nhưng chỉnh vì mơ mộng quá nên người tuổi dậu mới hụt hận khi bước chân vào câu chuyện tình thực tế. Tài chỉnh, vận trình tài lộc gặp may, may mắn tài lộc che chở giúp cho con giáp này không gặp nhiều khó khăn trên con đường kinh doanh. Cẩn trọng, tránh phô thuộc quá mức vào vận may. Tội ất dậu Họa tiểu nhân hãm hại, chống phá gây ảnh hưởng tới tài vận. Tội đinh dậu thận trọng khi nghe lời chào mời đầu tư kinh doanh béo vợ Tuổi kỹ giàu, tình cảm ổn định, đôi lửa trân trọng lẫn nhau. Tuổi tân giàu, luôn có nửa kia ở bên cạnh chia sẻ những lúc khó khăn. Tuổi quỷ giàu, dễ xảy ra so sát với những người xung quanh. Con số may mắn số 52, số 66, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhanh chóng tìm được mỗi đầu tư có lợi cho mình. Bản mệnh nên tinh tế, nhạy bén để nắm bắt cơ hội tốt ngay lúc này. Tình cảm, vận trình tình cảm xung đột gây rắc. Bảo hiệu mối quan hệ tình cảm của con dấp này rất dễ bị kẻ thứ ba phá hoại. Tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới ta chỉnh, vận trình ta lọc dư dạ. Nhờ sự liều lĩnh mà con giáp này có thể thu được những khoản hơi vượt ngoài sự mong đợi. Cẩn trọng, bản tĩnh do dự lấy đi không ít cơ hội lý tưởng. Tuổi giáp tuất nhận nhiều tin vui về tiền bạc, nguồn thu nhập tăng lên. Tuổi bỉnh tuất trần chừ nên bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá. Tuổi màu tuất dễ rơi vào mỗi quan hệ tình cảm tay ba do nuông triều cảm xúc. Tuổi canh tuất cẩn thận nhất quan điểm giữa các thành viên trong gia đình. Tuổi nhâm tuất, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, đòi bền thiếu tin tưởng lẫn nhau. Con số may mắn số 27, số 10, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử viên ngày của tuổi hại công việc Phần trình công việc của người tuổi hại trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đàn sen, còn giáp này cảm thấy áp lực nặng nề khi có lượng công việc tăng nhanh đáng kể. Nhưng mai cỏ chính ẩn nâng đỡ mà bản mệnh vẫn giữ được sự tự tin, bản lĩnh vững vàng của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm xuân sẻ tươi đẹp, tam hợp cục che chở giúp cho chuyện tình yêu đôi lửa của các cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc từ những người xung quanh. Cha tài, gái sắc là yêu nhau nồng nhiệt nên đó cũng là tình yêu mà nhiều người mơ ước. Tài chính, Phận trình tài lộc tăng tiễn, ngũ hành tương sinh giúp ích cho việc thu chi của con nhấp này được cân bằng khá tốt. Cẩn trọng, nên học cách lắng nghe thay vì thàn phiền trách móc. Tội ất hại, chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực. Tội đinh hại, so mỏi quá mức khiến cho người khác thấy khó chịu. Tội kỹ hại, cảm thấy ngọt ngạt trong mối quan hệ hiện tại. Tội tăng hại, thực hiện kế hoạch khó khăn, dễ gây ra sai lầm tội quỷ hoại, sự nghiệp có khởi sắc nên xác định mục tiêu và tham vọng rõ ràng. Con số may mắn số 20, số 45, màu sắc may mắn, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi mùi,